biến đổi khí hậu là một chủ đề nhức nhối trong những năm gần đây. Nhiều báo cáo của Liên Hợp Quốc nêu bật mối nguy hiểm của biến đổi khí hậu và mức độ ấm lên nghiêm trọng đang gây ra sự gián đoạn đối với chuỗi thức ăn, hệ sinh thái và sự ổn định của toàn bộ hành tinh của chúng ta. Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC gần đây nhất nhấn mạnh rằng chúng ta đang đạt đến điểm giới hạn quan trọng trong quá trình ấm lên của hành tinh. Nhiều tác động của con người đối với khí hậu đã trở nên đặc biệt rõ ràng khi bắt đầu đại dịch COVID-19. Khi du lịch không còn để làm chậm quá trình lây lan của virus, các báo cáo cho thấy lượng ô nhiễm CO2 được tạo ra đã giảm mạnh, một dấu hiệu đầy hy vọng. Tuy nhiên, đây là một thực tế ngắn ngủi. Một khoảng thời gian ngắn hạn chế không đủ để thay đổi lượng CO2 mà con người tạo ra. Tuy nhiên, khi chúng ta bắt đầu nổi lên từ một đại dịch kéo dài 2 năm và đang đếm ngược, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature nhắc nhở chúng ta rằng đại dịch tiếp theo có thể gần hơn nhiều so với chúng ta nghĩ. Cụ thể, các nhà nghiên cứu tại Đại học Georgetown cho rằng có mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và sự gia tăng lây truyền virus. Mối liên hệ có liên quan đến cách biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến hệ sinh thái, di rời các loài động vật khỏi môi trường sống của chúng. Đổi lại, sự dịch chuyển này có thể làm tăng khả năng môi trường sống của con người và động vật chồng chéo lên nhau và khiến một loại virus có thể nhảy từ động vật sang người, gây ra đại dịch tiếp theo. Nghiên cứu sử dụng các mô phỏng để khám phá sự thay đổi môi trường sống ảnh hưởng như thế nào đến nơi động vật sẽ di chuyển đến tiếp theo, theo dõi hành trình của chúng tới những nơi sinh sống mới. Đáng báo động là khi ngày càng có nhiều môi trường sống bị phá hủy, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng ngày càng có nhiều khả năng môi trường sống của động vật và con người sẽ chồng chéo lên nhau đáng kể, tạo ra các loại kịch bản cho virus nhảy giữa các loài. Đặc biệt, những thay đổi đối với môi trường sống của rơi đang gây khó khăn. Rơi chịu trách nhiệm cho một lượng lớn virus chia sẻ và do khả năng bay của chúng gây ra nguy cơ lây lan virus cao nhất. Cuối cùng, những gì các mô phỏng này cung cấp là thông tin chi tiết về nơi động vật di chuyển, các loại virus mà chúng có thể mang theo và cuối cùng là dữ liệu để dự đoán và ngăn chặn đại dịch toàn cầu tiếp theo. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!